Randy Shaw, một tên tội phạm cuồng bạo lực, không cảm xúc, không lý trí bị giam tại nhà tù liên bang. Hắn bất ngờ được lôi khỏi song sát bởi một sự kiện có liên quan tới an ninh toàn cầu. Cuộc đời của hắn từ đây cũng sang một trang mới. Vậy điều gì đã làm thay đổi cuộc đời của Randy Shaw? Mời các anh em mê phim hành động hãy cùng đến với siêu phẩm gay cấn của đạo diễn Ariel Roman. Phim bắt đầu khi Bill, một điệp viên CIA tại Anh đang vào một cửa hàng lấy một chiếc vali. Bill cố tình nói với nhân viên bán hàng rằng mình lấy chiếc túi này cho vợ, nhưng thực chất bên trong lại là một túi đầy tiền và hộ chiếu của một người. Sau khi có được chiếc túi trong tay, Bill liền lập tức đi theo hướng cửa sau ra ngoài để nhằm mục đích cắt đuôi đám người đang theo dõi mình. Bill nhìn thấy trước mắt mình là một chiếc xe buýt, anh liền leo lên xe, nhưng ngay sau đó một tên đang theo dõi Bill cũng nhảy lên. Khi hắn chưa kịp để ý thì Bill đã nhanh chân chuồn xuống cửa sau, thành công bỏ lại hắn. Tuy nhiên vẫn còn một cái đuôi đang bám theo mình nên Bill cần cắt đuôi ả ta. Bill nhảy luôn một chiếc mô tô của một người dân bên đường và lái đi. Lúc này tại trụ sở CIA ở London, trưởng phòng chiến dịch Parker cũng đang ra lệnh cho mọi người theo sát Bill, nhưng sau đó họ đã mất dấu anh. Đến khi bắt liên lạc lại thì không thấy Bill mang theo túi tiền nữa. Bill lúc này đã ra khỏi đường hầm, nhưng anh vẫn chưa cắt đuôi được ả sát thủ. Bill liền bắt một chiếc taxi và liên lạc lại với tổ chức Parker, liên hệ với anh và hướng dẫn Bill đi đến một nhà máy xi măng ở cuối thành phố. Ông ấy sẽ cho người của mình đến hỗ trợ anh. Bill mượn điện thoại của người tài xế để gửi định vị cho mọi người tiện theo dõi anh. Thế nhưng anh không hề hay biết, lúc này ở một căn phòng tối, một gã mồm lông đã hack được điện thoại của người tài xế và nắm được lịch trình của anh. Hắn thay đổi đường dẫn. Khi các đồng đội của Bill đến được nhà máy xi măng và phục kích sẵn ở đó, thì lại không hề thấy Bill xuất hiện. Lúc này tài xế taxi cũng đã đến được nơi mà thiết bị chỉ đường đã chỉ dẫn, nhưng lúc này anh nhận ra đây không phải là nhà máy xi măng. Ngay lập tức người tài xế đã bị chúng bắn hẹo tại chỗ. Chúng định thanh toán nốt anh, nhưng là một điệp viên nên Bill có món nghề trong tay. Bill cũng bắn dụng được mấy tên, thế nhưng súng của anh lúc này đã hết đạn. Bill chỉ có thể đứng chờ may rủi. Một lúc sau, trong một lò mổ, Bill đã bị bọn chúng bắt lại và trói chân ghế. Tên mồm lông và sát thủ của hắn xuất hiện ngay sau đó. Hắn bắt anh khai ra vị trí hiện giờ của người Hà Lan đang ở được anh giấu ở đâu. Thế Bill không chịu nói, gã mồm lông liền dùng kìm điện chọc thẳng vào người anh, sau đó chọc cả vào mồm Bill. Vì nguồn điện quá lớn nên Bill không trụ được lâu. Lúc này tại trụ sở, mọi người đã nhận ra họ đã bị bọn người theo dõi Bill chơi xấu. Ngay lập tức đội hỗ trợ đã quay ra, nhưng khi họ đến nơi thì lúc này anh đã bất tỉnh. Dù được cấp cứu ngay lập tức, nhưng hiện giờ anh đã chết tim. Kế hoạch của họ vì thế cũng đổ bể hoàn toàn. Parker thấy vậy rất tức giận, nhưng hiện giờ ông ta cũng không thể làm gì khác được. Ở một cảnh khác tại phòng nghiên cứu của tiến sĩ Park, hôm nay ông ấy được đón tiếp một vị khách đặc biệt, đó là người của chính phủ cử đến. Người này hỏi Park về công trình nghiên cứu hiện giờ của ông như thế nào rồi. Đó là một công trình nghiên cứu có thể chuyển ý thức của người này sang não bộ của người khác, khiến cho người được cho sẽ có tất cả ý thức của người cho. CIA muốn ông ấy cấy ý thức từ não của Bill sang một người khác để họ có thể khôi phục lại ý thức của anh ấy và tiếp tục truy tìm phần mềm nguy hiểm kia. Thế nhưng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Park vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm trên chuột, chứ không phải trên người. Tuy nhiên hiện nay trong tình thế này thì không còn cách nào khác là phải thử nghiệm ngay nó trên người. Nhưng để thử nghiệm nó thì không phải ai cũng có thể phù hợp. Cần phải có một người có não bộ tương thích với Bill để có thể chuyển giao trí nhớ của anh sang người đó. Tiến sĩ Park nói rằng ông ta tìm được một người, nhưng kẻ đó là một tên không ai muốn dính vào. Và kẻ được nhắc tên chính là Randy Shaw. Hắn đang được nhốt trong nhà tù liên bang. Cả nửa đời của Randy Shaw đều dành cho nơi này. Hắn đi tù còn hơn người ta đi chợ. Theo những gì các quản giáo nói thì hắn chính là một con quỷ, vì hắn không có cảm xúc, không có lý trí, hắn không biết kiềm chế cơn giận dữ, mọi việc Randy Shaw đều dùng nắm đấm để nói chuyện. Đã từng có một tổ chức muốn trưng dụng Randy Shaw, nhưng cuối cùng tên cầm đầu đã bị hắn đấm cho nát bét. Hiện giờ hắn đang được nhốt trong phòng biệt giam, bị xích hết tay chân lại. Thậm chí người ta còn không trực tiếp đưa đồ ăn cho Randy Shaw, mà đưa bằng cách thả một sợi dây cho hắn. Hôm nay người của CIA đến và đưa hắn đi, nhưng họ cũng phải bắn hai mũi tên gây mê mới có thể chế ngự được con mãnh thú này lại. Rất nhanh, Randy Shaw đã được đưa về phòng thí nghiệm, nơi đây được canh rất cẩn thận. Lúc này phần thân thể chết tim của Bill cũng được đưa đến. Randy Shaw được hỏi một số câu liên quan đến tiền sử bệnh tật của anh ta. Sau khi ổn định mọi thứ, các bác sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chuyển giao trí nhớ. Mọi bước đều được thực hiện bằng robot dưới sự điều khiển của con người. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên thực nghiệm trên con người nên không tránh khỏi những sự cố. Đã có lúc Randy Shaw không chịu nổi quá trình chuyển giao, nhưng đội trưởng điều tra CIA không cho phép cuộc chuyển giao được dừng lại vì ông ta không coi trọng tính mạng của một tù nhân. Việc người thực hiện thí nghiệm có chết hay không, ông ta không quan tâm. Ông ta chỉ muốn công cuộc chuyển giao được thực hiện một cách nhanh nhất có thể. Cuối cùng cuộc chuyển giao cũng thành công. Randy Shaw cũng đã tỉnh lại, nhưng lúc này đầu anh ta đau như búa bổ. Thấy thế, Parker đã bắt tay ngay vào việc truy hỏi để kiểm tra xem thí nghiệm của tiến sĩ Park có thành công không. Nhưng khi ông ấy hỏi Randy Shaw tên mình là ai thì hắn cũng không nhớ. Hắn chỉ thấy đau đớn vô cùng rồi thấy một vết thương trên đầu mình. Không biết ai đã mổ sọ não hắn ra, nhét thứ gì vào bên trong. Sau một hồi hỏi han không thu được kết quả gì, Parker chuyển sang chiến thuật nhắc nhở để Randy Shaw nhớ lại. Ông ta nói hắn là Bill, một cựu điệp viên của CIA. Có quen một gã lập trình viên thiên tài người Hà Lan là Jan. Tên này sáng lập ra một phần mềm có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh của các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ.
Hắn có thể dùng phần mềm đó để bắn tên lửa mọi lúc mọi nơi. CIA biết được điều đó nên đã quyết định thủ tiêu Jan, nhưng Bill không làm vậy. Anh quyết định thực hiện theo kế hoạch của mình, đó là dùng tiền để mua chuộc Jan. Tuy nhiên mọi việc không theo ý muốn, Bill đã bị sát hại và hiện giờ không ai biết Bill đã cất giấu Jan ở đâu. Trong đầu của Randy Cho lúc này cũng xuất hiện những ký ức về Bill, nhưng vì cơn đau hành hạ nên Randy Cho không nói được gì hết. Parker tưởng thí nghiệm của tiến sĩ Park đã thất bại, thế nên ông ấy giận dữ và bỏ đi. Parker không đủ kiên nhẫn để ở lại chờ xem sự thay đổi từ Randy Cho. Ông ta ra lệnh cho người của mình mang Randy Cho trở về lại nhà tù. Lúc này ở một diễn biến khác, Jan sau khi chờ đợi mãi cũng không thấy Bill xuất hiện. Anh ta đã không chờ được nữa mà quyết định ra ngoài tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Jan đã đến một bốt điện thoại công cộng và gọi vào số nhà của Bill và được vợ anh ấy nghe máy. Jan lấy tư cách là bạn cũ hỏi thăm thì mới biết Bill đã hẹo từ 2 hôm trước. Thất vọng và lo lắng khiến Jan không thể nói thêm được gì nữa. Nếu không ai bảo vệ cho hắn thì hắn phải tìm cách khác để bảo vệ chính mình. Về phần Randy Cho, sau khi được Parker nhận định thí nghiệm thất bại, hắn được người ta đưa về nhà biệt giam. Trên đường đi, Randy Cho được 2 đặc vụ hộ tống, thế nhưng lợi dụng lúc 2 người không chú ý, Randy Cho dùng một chiếc móc sắt thò qua tấm lưới bảo vệ và cắt cổ một đặc vụ. Khi anh này tắc thở thì hắn cũng xử luôn người còn lại. Sau khi thanh toán xong 2 đặc vụ, Randy Cho xuống xe châm lửa hút thuốc, đồng thời đốt luôn chiếc xe. Xong xuôi mọi chuyện, Randy Cho đi đến một cửa hàng đồ ăn và gọi một suất. Là người không cảm xúc nên hắn đến chủ yếu là ăn chùa chứ không có ý định trả tiền. Nhìn thấy hành vi ngang ngược của Randy Cho nhưng không ai bảo sao vì trông hắn rất nguy hiểm. Được nước lấn tới, Randy Cho lại ra ngoài và lấy chiếc xe của mấy gã thanh niên bên ngoài. Bọn này thấy tự nhiên có một gã xuất hiện làm trò điên rồ nên chúng tính sẽ cho hắn một bài học, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Randy Cho lôi ra ngoài đánh cho không kịp ngáp. Tên còn lại thấy thế liền câm như hến nhưng cũng không được Randy Cho quan tâm. Gã này cũng bị hắn cho bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Có được con xe, Randy Cho liền lên đường. Nhưng lúc này hiệu quả của ca đại phẫu mới được phát huy tác dụng. Randy Cho đau đầu dữ dội và lúc đó những ký ức về Bill, về cuộc sống hàng ngày của anh lại hiện về trong đầu Randy Cho mỗi lúc một rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau đó hắn quyết định đi theo trí nhớ lái xe đến nhà của Bill. Thấy bên trong đã tắt đèn, Randy Cho liền trèo qua hàng rào và dùng ngón nghề của mình mở cửa đột nhập vào bên trong. Hắn thấy vợ của Bill đang ngủ trên giường, thế là hắn liền tiến tới dùng băng dính bịt miệng cô, sau đó trói cô ấy vào giường. Xong đâu đấy Randy Cho lại tiến đến phòng con gái của Bill. Nhưng lúc này trong trí não của hắn lại xuất hiện hàng loạt những hình ảnh khi Bill chơi với con gái. Nụ cười của bé gái đã khiến một kẻ như hắn dừng tay lại. Sau đó hắn quay lại trở về phòng vợ của Bill, xé bịt miệng cho cô và truy hỏi về túi tiền mà trước khi chết Bill đã cầm nó. Thấy cô không nói dối, hắn cũng không làm khó, chỉ lấy đi chiếc thẻ ngân hàng và những đồ vật trang sức có giá trị, định mang đi bán để kiếm tiền ăn. Khi hắn ra phòng khách thì lúc này Jessica đã dùng chân nhấn vào nút báo động trên tường. Đó là chiếc nút đặc biệt mà Bill đã làm cho cô để phòng trừ những khi cô gặp nguy hiểm mà không có anh ở nhà. Ngay lập tức báo động đó đã được gửi đến trung tâm CIA. Khi Randy Cho ra khỏi nhà cũng là lúc người của cục an ninh đến nhà của cô để điều tra. Về phần Jan, sau khi nghe tin Bill đã đi bán muối, lại bị ông chủ cũ của anh ta chính là gã mồm lông truy tìm. Jan biết rằng nếu bây giờ anh ta quay trở lại tổ chức thì chắc chắn sẽ không thể sống sót. Vậy nên sau khi suy nghĩ cân nhắc trước sau, Jan đã lén lút đến đại sứ quán Nga tại Anh và đưa cho họ một chiếc USB rồi lập tức rời đi. Ở nhà Bill lúc này các đặc vụ đã xuất hiện. Theo lời Jessica kể thì kẻ xuất hiện trong nhà cô chính là Randy Cho. Ngay lập tức Parker đã lệnh cho người của mình phải truy bắt bằng được Randy Cho, không thể để cho hắn rơi vào tay kẻ khác. Về phần Randy Cho, sau khi khoáng được vài món đồ trong nhà Bill, hắn mang nó đi bán. Chẳng hiểu sao khi bán chiếc lược, Randy Cho lại nhìn thấy hình ảnh con gái Bill trải đầu bằng chiếc lược đó. Nhưng ký ức đó lại khiến cho Randy Cho quyết định giữ lại cây lược. Có lẽ chính những ký ức của Bill đã bắt đầu làm thay đổi con người vô cảm trong người Randy Cho. Sau khi có chút tiền, Randy Cho liền đi mua đồ ăn. Bước ra khỏi tiệm đồ ăn, Randy Cho lại tiếp tục đi theo trí nhớ của Bill để tìm lại số tiền anh ta đã giấu trước khi bị sát hại. Nó đưa Randy Cho đến một thư viện khổng lồ. Tuy nhiên do ký ức không rõ ràng, mặc dù đã tìm kiếm rất lâu nhưng Randy Cho lại không thấy được gì ngoài những cơn đau đầu. Lúc này tại cơ quan điều tra CIA, mọi người nhận thấy Randy Cho đang cố truy cập vào tài khoản thư viện, thế là họ lập tức cử đặc vụ lần theo dấu vết của hắn. Sau khi ra khỏi thư viện, Randy Cho đi tìm tiến sĩ Park để lấy thuốc giảm đau. Đoán được điều này, Parker đã lập tức gọi điện cho tiến sĩ để báo tình hình và nhắc nhở ông ấy nếu Randy Cho có gọi điện thì không được tắt máy. Quả nhiên ngay sau đó tiến sĩ Park đã nhìn thấy Randy Cho đến tìm mình, hắn ép ông ta đưa hắn đến chỗ có bán loại thuốc giảm những cơn đau. Tại đây hắn không ngừng than phiền và muốn tiến sĩ Park làm cách nào đó để có thể đưa những ký ức của Bill ra khỏi đầu hắn, bởi vì những ký ức này khiến hắn bắt đầu thay đổi. Hắn cảm thấy mình đã biết lòng thương xót, thậm chí là còn biết nói lời cảm ơn những điều mà trước đây hắn chưa bao giờ từng làm. Hắn cảm thấy không quen và không thích điều đó. Tiến sĩ Park nói rằng đó là những dấu hiệu tốt, bởi vì con người sống mà không có cảm xúc thì sống làm gì cho chặt đất. Thế nhưng Randy Cho lại cho rằng mình không cần những thứ gọi là cảm xúc, nó khiến hắn cảm thấy cuộc sống phiền phức vô cùng. Tuy nhiên tiến sĩ Park cũng nói rằng điều này sẽ không tồn tại quá lâu trong não của hắn, nó chỉ tồn tại tầm 48 tiếng sau đó nó sẽ dần tan biến. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tiệm thuốc, hắn đã bị người của CIA tóm sống. Cảnh này vô tình đã lọt vào đôi mắt của nữ sát thủ trước đây từng truy sát Bill.
Thế là bọn chúng cũng biết được, mặc dù hiện giờ Bill đã đi nhận các xe, nhưng đã có một người thế thân và mang trí nhớ của Bill, người đó chính là Ray Cho. Bọn chúng cũng muốn lần theo dấu vết đó để tìm ra Jan. Sau khi Ray Cho được đưa đi, tiến sĩ Park đã gọi điện cho Parker và nói với ông ta không được đánh vào đầu Ray Cho, vì hiện giờ trí nhớ của Bill đang được chuyển giao rất tốt vào não bộ của Ray Cho, nếu họ kiên nhẫn họ sẽ có tất cả. Về phần Ray Cho, sau khi được đưa về, hắn được ngồi vào phòng riêng và xem những thước phim về vợ chồng của Bill. Họ muốn làm cách đó để khơi gợi lại ký ức của anh ấy. Parker ra điều kiện cho Ray Cho, nếu hắn chỉ cho họ biết được chỗ hiện giờ gã người Hà Lan đang ẩn náu, thì số tiền mà Bill cất giấu hắn sẽ được nhận thất. Lúc này Ray Cho nhìn thấy hình ảnh vợ chồng Bill trên bãi biển, hắn lại muốn người của ông ấy đưa mình đến đó. Thấy Parker không đáp ứng yêu cầu của mình, Ray Cho bắt ông ta làm con tin. Sau đó cuối cùng Parker cũng chấp nhận đưa Ray Cho đến bờ biển. Trong khi đoàn người hộ tống đưa Ray Cho đến bờ biển, thì gã mồm lông bên này biết được việc làm của họ, thế là hắn ta xâm nhập vào hệ thống an ninh sân bay, rồi dùng khuôn mặt của Jan ghép vào mặt của một thanh niên có dáng dấp giống Jan. Khi hắn làm việc đó xong, thì ngay lập tức hệ thống an ninh sân bay gửi tín hiệu về báo rằng có thấy sự xuất hiện của Jan ở sân bay. Thế là người của CIA lập tức gọi điện báo cho Parker biết, ông ta vừa nghe thông tin đó thì không cần đến Ray Cho nữa. Ông ấy xuống xe lệnh cho người của mình đưa Ray Cho vào tù, còn ông ta và một số người khác lập tức đến sân bay. Ray Cho không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa được hứa cho 2 triệu đô mà giờ đây lại bị vào tù là như thế nào. Nhưng khi Parker và người của ông ấy đến sân bay thì mới biết mình đã bị tên mồm lông cho ăn thịt lừa ngập mồm. Lúc này đoàn xe hộ tống Ray Cho đã mất đi đội bảo vệ nòng cốt, nên người của tên mồm lông đã bất ngờ tấn công họ. Ray Cho nhanh chân nhảy lên một chiếc xe rồi cứ thế lao cả người và xe xuống dòng sông Tham bên dưới. Sau khi rơi xuống sông, Ray Cho mặc dù bị trói nhưng nhờ kỹ năng hơn người của mình, hắn cũng đã thoát ra khỏi chiếc xe ngay sau đó, nhưng chân lại bị một mảnh kính làm cho bị thương. Sau đó Ray Cho đi theo trí nhớ của Bill đến nhà anh ấy và xuống tầm hầm sơ cứu vết thương. Khi Jessica trở về, cô thấy có người đột nhập liền mang theo súng để đi tìm, thì lại thấy Ray Cho đang ở dưới với một vết thương trên chân. Cô định đuổi hắn đi nhưng khi Ray Cho nói rằng người ta đã đưa ký ức của Bill vào trong đầu mình, nên hắn cứ nghĩ nơi này là nhà của hắn. Jessica tất nhiên là không tin những gì hắn nói, nhưng sau khi hắn ta kể về những kỷ niệm mà chỉ có hai người biết với nhau, những sở thích, những việc làm, kể cả những món ăn mà cả hai thường hay làm vào mỗi dịp cuối tuần, tất cả những điều đó chỉ có vợ chồng cô biết chứ người khác không hề biết. Nghe tất cả những điều này, Jessica dường như cảm thấy mình đang gặp lại người chồng yêu quý của cô. Ray Cho còn đưa cho Emma, con gái của họ, chiếc lược mà con bé yêu thích. Điều này đã khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Jessica được buông bỏ. Ray Cho còn hứa với cô rằng sau khi xử lý xong vết thương hắn sẽ rời đi và không làm phiền hai mẹ con cô. Lúc này Jessica mới tạm thời cho phép hắn ở lại. Trong lúc cô làm bữa tối thì Ray Cho nhìn thấy con gái Bill đang chơi một mình ngoài vườn. Ray Cho lại nhìn thấy ký ức ngày trước Bill hay chơi cùng cô bé. Sự thương cảm đã trỗi dậy trong con người hắn, khiến Ray Cho mạnh dạn bước ra làm quen với Emma. Cô bé có vẻ cũng rất quý Ray Cho nên đã mời anh ta ở lại ăn tối và chơi đàn với mình. Đêm đó Ray Cho định rời đi trả lại bình yên cho hai mẹ con, nhưng Jessica lại thương hại hắn không có chỗ dung thân. Thế là cô cho phép hắn ở lại nhà của mình một đêm. Lúc này ở một diễn biến khác, Jan trong lúc buồn chán chờ đợi người Nga đến gặp mình thương lượng, thì anh ta liền mang mấy quả tên lửa của mấy anh láng giềng ra kịch chơi. Đầu tiên Jan truy cập vào hệ thống tên lửa của Tây Ban Nha dưới lòng biển sâu, cho một con tàu ngầm và kích hoạt nó phóng đi. Tuy nhiên sau khi dọa cho anh em trong tàu một trận té đái, thì Jan cũng nhấn nút cho nó phát nổ tự động. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai biết được tại sao tên lửa của họ dù không bị kích hoạt vẫn có thể tự phóng đi được. Về phần Ray Cho, sau một đêm ngủ lại nhà Jessica, anh ta định rời đi thì vô tình nhớ ra một chi tiết, đó là chiếc tủ sách ở thư viện nơi mà Jessica đang làm việc. Lúc này hắn đoán rằng đó có thể là nơi mà Bill đã cất giấu số tiền kia trước khi anh ấy bị sát hại. Ray Cho mượn chiếc chìa khóa của Jessica và nói với cô ấy rằng họ sắp có một số tiền rất lớn. Sau đó Ray Cho lập tức lên đường đến vị trí của chiếc tủ, nhưng hắn không ngờ rằng khi mình vừa rời khỏi nhà của Jessica thì cô đã bị ả sát thủ của tên mồm lông khống chế. Nữ sát thủ ép buộc Jessica phải đưa hắn đến nơi mà Ray Cho đang đến. Không muốn ảnh hưởng đến tính mạng con gái nên Jessica chỉ có thể làm theo yêu cầu của bọn chúng. Khi Ray Cho vừa có được số tiền thì ngay lập tức hắn đã bị người của tên mồm lông khống chế và bắt đi. Ra đến bên ngoài, hắn nhận thấy bọn chúng đã bắt mẹ con Jessica để làm con tin. Vì vậy hắn không còn cách nào khác phải đầu hàng bọn này. Thế là Ray Cho đã chấp nhận chỉ cho bọn chúng nơi mà Jan đang ẩn thân. Về phần tổ chức tình báo, CIA đã phát hiện một thông tin mới. Họ nhận thấy một vài đặc vụ người Nga đang có những hoạt động đáng nghi. Từ suy đoán của mình, họ cho rằng những người này chắc chắn đang lên đường đến chỗ của Jan. Vậy là một đội đặc nhiệm của CIA lập tức được cử đi theo dõi những đặc vụ người Nga này. Sau một hồi theo dõi thì bọn họ cũng đến được nơi mà gã thiên tài người Nga đang ẩn náu. Thế nhưng chỉ có một con mồi mà có tới 3 con sư tử muốn sâu xé thì chắc chắn không thể không xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu. Những đặc vụ người Nga chưa kịp tiếp cận Jan thì đã bị đặc vụ của CIA bao vây từ xa. Lúc này thông qua ống nhòm, họ cũng phát hiện ra Ray Cho đang bị người của tên mồm lông bắt giữ và mang đi. Parker ra lệnh cho người của CIA bắn hạ đặc vụ Nga nhưng không được làm ảnh hưởng đến tính mạng của Ray Cho vì hắn ta vẫn còn giá trị lợi dụng.
Nhìn nhận mọi thứ, Ray Cho nói với bọn chúng rằng hiện giờ gã người Hà Lan vẫn chưa bị CIA bắt đi, hắn vẫn còn ở trong tòa nhà. Ray Cho dẫn cả đám bọn chúng đi vào bên trong tòa nhà và đến một phòng thí nghiệm. Ở đây hắn nói với bọn chúng rằng gã người Hà Lan đang ở trong góc phòng. Bọn này không hề nghi ngờ mà chạy đến nhưng không biết rằng bọn chúng đã bị ăn thịt lừa của Ray Cho. Hắn ta dùng những chai chứa hóa chất có tác dụng gây nổ ném về phía bọn chúng. Khi các chất hóa học phản ứng với nhau tạo ra một vụ nổ thành công hạ sạch cả đám. Lúc này Ray Cho mới từ từ vác theo túi tiền đi gặp gã người Hà Lan. Anh ta lúc này cũng đang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã va phải Ray Cho nên không thể đi tiếp được. Ray Cho nói rằng mình biết thỏa thuận giữa anh ta và Bill. Anh ấy đã chết nhưng vẫn giữ lời hứa. Và hôm nay hắn là người thực hiện lời hứa đó của Bill. Ray Cho đưa cho Jan túi tiền và một hộ chiếu để anh ta có thể cao chạy xa bay khỏi đây. Cái mà Jan đang phải giao lại, đó là phần mềm mà hắn tạo ra để thâm nhập và phá hủy hệ thống an ninh của các quốc gia. Cuộc trao đổi của hai người đang diễn ra suôn sẻ, thì nữ sát thủ lúc này chưa ngỏm. Cô ta lại xuất hiện và bắn vào người Ray Cho, sau đó bắn vào chân Jan, rồi ép anh ta giao phần mềm cho mình. Jan bị đau nên không ngừng chửi rủa cô ta, nên cuối cùng đã được cô ta cho một viên kẹo đồng vào giữa giao diện. Khi cô ta gọi điện thông báo cho tên mồm lông biết rằng mình đã thủ tiêu tên người Hà Lan và Ray Cho, bọn chúng sẽ hẹn gặp nhau ngay sau đó. Nhưng không biết rằng, lúc này Ray Cho vẫn chưa hẹo, hắn đứng dậy và cầm chậu xương rồng đập mạnh vào đầu cô ta. Không những thế còn khuyến mãi thêm mấy phát nữa, chính thức cho nữ sát thủ đi chầu Diêm Vương. Sau đó lấy luôn chiếc điện thoại của cô ta mang đi. Khi Ray Cho vừa đi, thì Parker và người của CIA cũng chạy đến nơi. Nhưng hiện trường chỉ còn cái xác, còn Ray Cho đã bốc. Ngay lập tức ông ấy cho người của mình đuổi theo Ray Cho. Về phần Ray Cho sau khi thoát ra ngoài, hắn ta lấy một chiếc xe cứu thương chạy trốn. Hắn gọi cho tên mồm lông để thương lượng, nếu hắn thả mẹ con Jessica ra thì hắn sẽ giao cho gã phần mềm. Cả hai hẹn nhau tại sân bay. Đúng lúc Ray Cho lái xe đến đó thì anh ta nhận được điện thoại từ Parker thông qua bộ đàm y tế. Parker muốn Ray Cho đưa chiếc USB cho mình. Tiến sĩ cũng thông báo với Ray Cho rằng ông ta đã tìm ra cách giữ lại ký ức của Bill cho Ray Cho, nhưng với điều kiện anh ta phải quay lại. Nhưng lúc này người hành động ở đây không còn là Ray Cho nữa mà là Bill. Anh chấp nhận tất cả để đi cứu vợ con mình bằng mọi giá. Ray Cho cũng chấp nhận đánh đổi người bình thường để cứu những người đã mang đến cho anh cảm giác của một gia đình. Dù bị nhiều xe cảnh sát đuổi theo sau, nhưng Ray Cho đã dùng tuyệt chiêu của mình cắt đuôi được họ. Cuối cùng bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, Ray Cho cũng đến được sân bay. Anh ta lao luôn con xe của mình đâm bay chiếc xe của bọn chúng, không màng nguy hiểm và bị bắn. Ray Cho vẫn lao ra cầm theo chiếc rìu tiến về chiếc xe đang giam giữ Jessica và bổ đầu một tên trong đó ra. Tên còn lại cũng bị anh ta cướp được súng và cho đi buôn muối nốt. Sau khi thanh toán xong bọn tay chân của gã mồm lông, thì hắn vẫn còn một con át chủ bài, đó là cô bé Emma trong tay. Hắn bắt Ray Cho giao cho mình chiếc USB, nếu không hắn sẽ bắn Emma. Ray Cho liền đồng ý, anh ta tháo chiếc USB giao cho hắn. Khi có được nó trong tay, hắn liền lên máy bay cút thẳng. Vừa lên đến nơi, hắn đã cho kích hoạt quả tên lửa gần đó nhất. Lúc này người của CIA cũng đến nơi. Parker tóm cổ Ray Cho lên và mắng anh ta về hành động nông nổi của mình, có thể sẽ giết chết hàng triệu người. Nhưng Ray Cho vẫn bình tĩnh nói rằng anh ta đã nhờ tên người Hà Lan làm thay đổi cấu trúc rồi. Bất cứ quả tên lửa nào được hắn bắn ra sẽ quay trở về đúng mục tiêu được bắn đi. Khi Ray Cho vừa dứt lời thì trên bầu trời chiếc máy bay của gã mồm lông cũng nổ tung thành ngàn mảnh, kết thúc mọi âm mưu bá chủ thế giới của hắn. Cuối phim vì bị thương nặng nên Ray Cho được đưa đến bệnh viện. Sau khi phục hồi, một phép màu kỳ diệu đã xảy ra. Ray Cho đã không bị mất đi ký ức của Bill. Anh trở thành một người bình thường và có cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Và một công việc mới nữa, đó là tiếp tục công việc của Bill vẫn còn đang dang dở. Phim với mô típ quen thuộc nhưng tình tiết khá lạ và hấp dẫn, khiến cho người xem vừa hồi hộp nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc với sự thay đổi của Ray Cho. Phim cho ta thông điệp dù là ai, người đó có vô cảm đến mức nào, cũng có thể bị khuất phục bởi tình yêu và tình thân. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.